Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 43. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy đoán xét tôi và binh vực duyên cớ tôi đối cùng một dân vô đạo. Hãy giải cứu tôi khỏi người dối gạt chẳng công bình. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa là sức lực tôi. Cớ sao Chúa đã từ bỏ tôi? Nhân sao tôi phải ở buồn thảm vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi? Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chân thật của Chúa ra, nó sẽ dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa. Bây giờ tôi sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời, tức đến cùng Đức Chúa Trời là sự rất vui mừng của tôi. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ lấy đờn cầm mà ngợi khen Chúa. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Chương 5. Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi Anania, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng: Hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngàn ấy phải không? Thưa rằng phải, giá ngàn ấy đó. Phi-e-rơ bèn nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Bây giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Bây giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê, đều đứng dậy đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng: Đi đi, hãy chuồn mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám đặng điều các sứ đồ đến. Các kẻ sai đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng: Chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy.
Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng: kìa, những người mà các quan đã bỏ tù nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự. Kế đó, quan coi đền thờ và các kẻ sai cùng đi đến nơi, bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ bị dân chúng ném đá. Và khi điệu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: chúng ta đã cấm nhặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. Nhưng một người Pharisee tên là Gamaliel, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Kế đó người nói rằng: hỡi người Israel, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người này. Trước đây, Theuda dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ 400 người theo hắn. Hắn bị giết và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rút lại chẳng qua là hư không. Kế hắn thì có Giuđa người Galilê dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình, nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. Nay ta khuyên các ngươi, hãy lánh xa những người đó, để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta thì sẽ tự hư đi, nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Giê-xu mà giảng dạy. Đoạn tha ra. Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-xu. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giê-xu, tức là Đấng Christ. Chương 14. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: này là luật lệ cho kẻ phung về Ngài nó được sạch. Người ta sẽ dẫn người phung đến thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ ra ngoài trại quân mà khám bệnh cho. Nếu vết phung của người bệnh lành rồi thì về phần người phải được sạch. Thầy tế lễ sẽ truyền đem hai con chim vẫn sống và tinh sạch, cây hương nam màu đỏ sậm và nhành kinh giới. Thầy tế lễ biểu cắt cổ một trong hai chim đó trong chậu sành trên nước chảy. Đoạn bắt lấy chim còn sống với cây hương nam màu đỏ sậm nhành kinh giới, đem nhúng trong huyết của chim kia đã cắt cổ trên nước chảy. Thầy tế lễ phải rải huyết 7 lần trên người được sạch phung và định người là tinh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. Kẻ được sạch sẽ giặt áo sống mình, cạo hết lông, tắm trong nước, rồi sẽ được tinh sạch. Kế đó người được vào trại quân, nhưng phải ở ngoài trại mình trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, người sẽ cạo hết lông, tóc, râu và lông mày mình, giặt quần áo và tắm mình trong nước thì sẽ được tinh sạch. Qua ngày thứ 8, người bắt 2 chiên con đực không tỳ vít chi, 1 chiên con cái chưa giáp năm không tỳ vít chi, 3/10 epha bột lọc chế dầu làm của lễ chay và 1 lót dầu. Thầy tế lễ làm lễ nên thanh sạch, sẽ đem người đang được sạch và các vật đó đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc. Kế đó, thầy tế lễ sẽ bắt 1 trong 2 chiên con đực dâng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi với 1 lót dầu và đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, người giết chiên con đó trong nơi thường giết các con sinh dùng làm của lễ chuộc tội và của lễ thiêu, tức là trong một nơi thánh, vì của lễ chuộc sự mắc lỗi thuộc về thầy tế lễ như của lễ chuộc tội vậy, ấy là một vật chí thánh. Thầy tế lễ
sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc sự mắc lỗi, bôi trên trái tai hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt. Đoạn lấy lót dầu đổ trong bàn tay tả mình, nhúng ngón tay hữu vào dầu trong bàn tay tả mình mà rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va. Dầu còn lại trong bàn tay mình, thầy tế lễ sẽ lấy bôi trên trái tay hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và ngón cái chân mặt, tức trên lớp huyết của lễ chuộc sự mắc lỗi. Dầu còn dư lại trong bàn tay mình, thầy tế lễ sẽ đổ trên đầu người được sạch. Vậy thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn thầy tế lễ sẽ dâng của lễ chuộc tội, đang làm lễ chuộc tội cho người được sạch sự ô uế mình. Kế đó thầy tế lễ sẽ giết con sinh dùng làm của lễ thiêu, dâng lên với của lễ chay trên bàn thờ. Vậy thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người này, thì người này sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu người đó nghèo nàn, không phương thế đủ dâng những lễ vật này, thì phải bắt một chiên con đực dùng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, dâng đưa qua đưa lại đặng làm lễ chuộc tội cho mình, 1/10 bột lọc chế dầu làm của lễ chay và 1 lót dầu. Tùy theo phương thế mình, người cũng đem nộp 2 con chim cu hay là 2 bò câu con. Con này dùng làm của lễ chuộc tội, con kia dùng làm của lễ thiêu. Qua ngày thứ 8, người phải vì sự nên thanh sạch mình, đem nộp các lễ vật này cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ bắt chiên con đực định làm của lễ chuộc sự mắc lỗi và 1 lót dầu, rồi dâng lên đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, người giết chiên con dùng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, lấy huyết bôi trên trái tai hữu của kẻ được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt. Rồi thầy tế lễ đổ dầu vào bàn tay tả mình, ngón tay hữu nhúng lấy dầu đổ trong bàn tay tả, rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va và bôi trên trái tay hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt, tại nơi đã bôi huyết của lễ chuộc sự mắc lỗi. Dầu còn dư lại trong bàn tay, thầy tế lễ sẽ đổ trên đầu người được sạch, đặng làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, thầy tế lễ sẽ dâng 1 trong 2 con chim cu hoặc 1 trong 2 con bò câu con, tùy theo vật họ nộp. Dâng con này dùng làm của lễ chuộc tội, con kia dùng làm của lễ thiêu với của lễ chay. Vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người được sạch trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là luật lệ về lễ nên thanh sạch của kẻ nghèo nàn bị vít phung. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Khi nào các ngươi sẽ vào xứ Ca-na-an mà ta sẽ cho các ngươi làm sản nghiệp, nếu ta dán một vít mốc như vít phung trong nhà nào của xứ các ngươi sẽ được làm sản nghiệp. Chủ nhà đó phải đến cáo cùng thầy tế lễ rằng: Tôi thấy như có một vít mốc trong nhà. Trước khi vào kháng vít mốc đó, thầy tế lễ phải truyền họ đem đồ đạc trong nhà ra hết, hầu cho khỏi bị lây ô uế. Sau dời xong, thầy tế lễ sẽ vào đặng kháng nhà. Người sẽ xem vít đó, nếu nó ở nơi vách có lỗ màu xanh xanh hoặc đỏ đỏ, bộ sâu hơn mặt vách, thì thầy tế lễ phải đi ra đến cửa ngoài niêm nhà lại trong 7 ngày. Ngày thứ 7, thầy tế lễ trở lại, nếu thấy vít ăn lan ra trên vách nhà thì phải truyền gỡ mấy cục đá bị vít lây liệng ra ngoài thành trong một nơi dơ dáy. Đoạn, biểu người ta cạo trong nhà và chung quanh nhà và hốt bỏ bụi cạo đó ra ngoài thành trong một nơi dơ dáy, rồi lấy đá khác trám vào chỗ đá cũ và đem hồ mới tô lại khắp nhà. Nhưng nếu sau khi đã gỡ mấy cục đá, cạo nhà và tô lại, vít đó trở lại lở trong nhà, thì thầy tế lễ phải đến kháng nữa. Nếu thấy vít ăn lan ra, ấy là một vít phung ăn ruồng nhà, nhà đã bị ô uế. Vậy họ phải phá nhà đi, đá, gỗ và hồ, rồi đem đổ hết thảy ngoài thành trong một nơi dơ dáy. Trong lúc niêm nhà, ai đi vào thì sẽ bị lây ô uế cho đến chiều tối. Ai ngủ hoặc ăn trong nhà đó phải giặt quần áo mình. Nhưng sau khi nhà đã tô rồi, nếu thầy tế lễ trở lại kháng thấy vít không ăn lan trong nhà, thì phải định nhà là tinh sạch, vì vít đó đã lành rồi. Đặng làm lễ nên thanh sạch cho nhà, người phải lấy 2 con chim, cây hương nam màu đỏ sậm và ngành kinh giới, giết 1 con chim trong chậu sành trên nước chảy, rồi lấy cây hương nam, ngành kinh giới màu đỏ sậm và con chim sống, nhúng hết trong huyết con chim đã cắt cổ trên nước chảy,
và rải 7 lần trên nhà. Vậy, người dùng huyết con chim, nước chảy, con chim sống, cây hương nam, nhành kinh giới và màu đỏ sậm, đặng làm lễ khiến nhà nên thanh sạch. Đoạn, người thả con chim sống bay ra ngoài thành đến nơi ruộng. Người sẽ làm lễ chuộc tội cho nhà, thì nhà sẽ được sạch. Đó là luật lệ về các thứ vít phung và tật đồng đanh, về vít mốc trên quần áo và nhà ở như vít phung, về chỗ sưng, chỗ lở ra và chỗ đếm, đặng dạy cho biết khi nào ô uế và khi nào tinh sạch. Đó là luật lệ về bệnh phung vậy. Chương 15. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, phàm người nam nào thân mình bị bệnh bạch trược thì vì cớ đó bị ô uế. Sự ô uế người bởi nơi bạch trược, hoặc thân mình chảy bạch trược ra hay là ứ lại, thì người bị ô uế. Hễ giường nào người bệnh bạch trược nằm đều sẽ bị ô uế, và các vật nào người ngồi trên cũng sẽ bị ô uế. Ai đụng đến giường người phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai ngồi trên vật chi mà người bệnh bạch trược đã ngồi phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai đụng đến mình người bệnh bạch trược phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Nếu người bệnh bạch trược nhổ nhầm người nào tinh sạch thì người đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Hễ xe nào người bệnh bạch trược ngồi lên đều sẽ bị ô uế. Hễ ai đụng đến bất kỳ vật chi dưới mình người bệnh bạch trược đều sẽ bị ô uế đến chiều tối. Còn ai mang các vật đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai bị người bệnh bạch trược rờ đến, mà nếu người bệnh đó không rửa tay mình trong nước, thì ai đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Đồ sành bị người bệnh bạch trược đụng đến phải đập bể đi, còn đồ gỗ thì rửa trong nước. Vả, khi người nam bị bệnh bạch trược đã lành rồi, thì phải tính từ ngày lành đến 7 ngày, kế giặt quần áo mình và tắm trong nước chảy, đoạn người sẽ được tinh sạch. Qua ngày thứ 8, người bắt cho mình 2 chim cưu hay là 2 con bò câu con đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc và đưa cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dâng con này làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ thiêu. Vậy, thầy tế lễ vì cớ bệnh bạch trược sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Hễ người nam di tinh phải tắm trọn mình trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Phàm quần áo và da bị dính phải giặt rửa trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào người nam và người nữ giao cấu nhau thì phải tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào một người nữ có kinh nguyệt phải chịu ô uế trong 7 ngày. Hễ ai đụng đến người sẽ bị ô uế đến chiều tối. Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch sẽ bị ô uế. Ai đụng đến giường người phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai đụng đến vật gì người đã ngồi trên phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Nếu có vật chi nơi giường hoặc trên đồ người ngồi, hễ ai đụng đến sẽ bị ô uế đến chiều tối. Ví bằng một người nam giao cấu cùng người nữ đó và sự ô uế kinh nguyệt dính người nam, thì người nam sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Phàm giường nào người nằm đều cũng sẽ bị ô uế. Khi một người nữ ngoài kỳ kinh nguyệt mình lại có lưu huyết nhiều ngày, hoặc là bị mất quá kỳ, sẽ bị ô uế trọn trong lúc lưu huyết như trong lúc kinh nguyệt mình vậy. Trong trọn lúc lưu huyết, bất kỳ giường nào người nằm trên sẽ như cái giường của kỳ kinh nguyệt, và mọi vật nào người ngồi trên đều sẽ bị ô uế như trong kỳ kinh nguyệt vậy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào huyết người nữ cầm lại rồi, phải tính từ ngày lành đến 7 ngày, đoạn sẽ được tinh sạch. Qua ngày thứ 8, người bắt 2 con chim cu hoặc 2 con bò câu con đem đến thầy tế lễ tại cửa hội mạc. Thầy tế lễ phải dâng con này làm của lễ chuộc tội và con kia làm của lễ thiêu. Vậy, thầy tế lễ vì cớ sự lưu huyết ô uế người sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Thế thì
các ngươi sẽ phân cách dân Israel ra xa sự ô uế của họ. Kẻ họ làm ô uế hội mạc ta vẫn ở giữa họ, mà phải chết trong sự ô uế mình chăng? Đó là luật lệ về người nào bị bệnh bạch trược, hay là vì cớ di tinh bị ô uế, về người nữ có kỳ kinh nguyệt, về mọi người hoặc nam hay nữ bị bạch trược, và về người nam giao cấu cùng người nữ trong khi kinh nguyệt. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.